Kính thưa quý khán thính giả, bên cạnh Mậu Lan đây là bác sĩ nhãn khoa James Truong của iCare Optometry Fan Valley. Kính thưa bác sĩ, trong suốt những ngày tháng vừa qua, bác sĩ nói rất nhiều về những cái kỹ thuật mới cũng như là những cái sự biến đổi trong cái làng mà về nhãn khoa. Nhưng mà Mậu Lan ngày hôm nay muốn khoe một chút xíu về máy móc của bác sĩ, tại vì rất nhiều bệnh nhân đến đây khám mắt với bác sĩ và bác sĩ khám kỹ vô cùng. Thưa bác sĩ, mà ngày hôm nay mình có thể nói sơ qua một số những cái máy móc mới bác sĩ có không ạ? Vâng, thưa chị, cái kỹ thuật mới tức là cái digital đó thì nó giúp cho không những cái khám mắt nhanh hơn và khám mắt còn kỹ lưỡng và có những cái hiệu quả và cái kết quả nó tốt hơn. Và một điều thứ hai nữa là trong những trường hợp mà những bệnh nhân mà mình nói là handicap, ví dụ như những bệnh nhân mà họ không có thể nào họ di chuyển được á, thì những cái dụng cụ mà coi như handheld, tức là mình gọi là cầm trên tay á, và những dụng cụ này hoàn toàn rất là tiện lợi, tại vì chúng ta không cần phải để cho bệnh nhân ngồi trên ghế mà bệnh nhân có thể ngồi trên cái xe lăn bệnh nhân để mình khám tại chỗ được, không có cần phải coi như là di chuyển bệnh nhân nó phức tạp mà cũng không có không, bệnh nhân cũng mệt mỏi. Thì đây là tất cả những cái máy handheld. Thì cái máy này mình đi từ phía trước ra phía sau, thì trước hết là cái máy này là cái máy khám về cái giác mạc. Máy này là hoàn toàn là handheld, tức là mình nhìn vô đây và coi như tự cái đầu cái trán bệnh nhân vô và mình có thể điều chỉnh cái khoảng gần xa để mình coi, và mình coi cái mắt bệnh nhân, cái giác mạc bệnh nhân nó có bị gì không bệnh nhân. Rồi kế tiếp nữa là mình có coi đi sâu hơn tí nữa, mình coi cái cườm mắt của bệnh nhân, tại vì một trong những người lớn tuổi thì họ hay bị cườm, thì coi như là mình nhờ cái phương pháp này, quý vị thấy cái ánh đèn đây, và coi như là mình có thể chiếu vào mắt bệnh nhân để mình coi được cái độ cườm của bệnh nhân nữa, đi sâu vào cái sâu nữa, và họ mình có thể dùng một cái kính nhỏ nữa để mình đi sâu, mình coi tận vào cái đáy mắt bệnh nhân luôn. Đó, thành ra cái này là một cái mình gọi là cái rất là khám rất tốt về cả ba phía trước và phía sau, phía giữa và phía sau của cái con mắt. Và Mậu Lan thấy cái này cũng rất là tiện lợi, thưa bác sĩ, là chẳng hạn như là khi mà quý khán giả mà có các em mà nó hơi nhỏ đó, giờ mình có kê bên gối đến mấy thì cũng không có đắp được cái cằm lên trên kia, thì bác sĩ có thể dùng cái máy handheld này để mà khám, phải không ạ? Vâng, đúng rồi chị, tất cả những em nhỏ quá thì các em có thể nhiều khi các em khám những cái vào cái ghế ngồi các em với không tới, các em phải cố ngưỡng cổ lên các em cũng vẫn không tới, thì cái này rất là tiện lợi để mình tất cả các trẻ em nhỏ mình vẫn có thể coi được, và người lớn cũng vậy. Mộng Lan được đi biết là bác sĩ có một cái máy mà đo áp suất mắt rất là tối tân, và Mộng Lan có thể thấy được cái con số nó nhảy khi mà bác sĩ đo áp suất mắt với cái máy này đó bác sĩ. Vâng, thì rất nhiều người đi khám mắt họ rất sợ cái khám mắt là bị cái áp suất là thổi một cái họ giật mình là họ sợ lắm. Thì đây là những cái kỹ thuật mới để mình có thể đo cái áp suất mắt mà không cần phải gây cái sự sợ hãi. Mình có thể bấm và coi như cái máy này nó sẽ đo vào cái ngay cái giác mạc, và từ cái giác mạc họ đo ra được cái con số của áp suất là tương đối là chính xác tới khoảng 95-100% và được FDA approve. Có một cái máy mà Đỗ Minh Dũng và Mộng Lan rất là ngạc nhiên khi mà bác sĩ cầm lên, nó được attach bởi một cái iPhone, và cái này là để nhìn sâu vào trong đáy mắt của bệnh nhân. Không biết là tại sao mình phải cần nhìn sâu vào đáy mắt bệnh nhân để làm cái gì bác sĩ? Chỉ là tất cả những cái đáy mắt của bệnh nhân đó, thì có thể nếu người lớn tuổi có thể có những cái chứng như là glaucoma, dây thần kinh mình nó bị nở ra, hoặc là những cái chứng như macular degeneration là thoái hóa võng mạc, lúc đó chằng sau nó bị chảy máu hoặc là bị đốm, hoặc là những cái chứng trong cái tiểu đường, những cái chảy máu chảy mỡ phía sau mắt, thì tất cả những cái này với ánh sáng ở đây mình rọi vô như vậy là mình chiếu vô và mình đi chiếu sâu vào, mình coi cái đáy mắt của bệnh nhân. Và cái này nó có cái hay là mình có thể record được, tức là trên cái mình bỏ cái thiết bị điện tử vô để mình record lại, nếu trường hợp bệnh nhân bị những cái chứng bất thường trong mắt thì mình có thể record để mình phát hiện là bệnh nhân có bị cái gì hay không, và mình dự trữ vào cái computer trong trường hợp mà bệnh nhân có bị những các vấn đề về mắt. Kính thưa với quý khán thính giả, bác sĩ nhãn khoa James Truong là một vị bác sĩ nhãn khoa rất là ưu tú về trong tất cả mọi ngành nghề, nhất là Ortho-K. Bác sĩ có cái bằng cấp cao nhất là fellowship đó quý vị. Rồi bây giờ đó là bác sĩ có cái bằng gần như là cao nhất về cái color vision therapy. Đây là một cái phương pháp trị liệu bằng ánh sáng. Quý vị có thể tìm đọc cái bài viết này của bác sĩ trong trang thương mại đó đây trên Nhật báo Người Việt vào ngày 17 tháng 9 năm 2016. Trước khi tạm chia tay, bác sĩ có đôi lời cuối với quý khán thính giả của chúng ta. Vâng, ngoài những cái máy thông thường để khám mắt và phục vụ cho Ortho-K, chúng tôi còn rất nhiều những máy móc để chụp cái giác mạc để cho Ortho-K. Và đồng thời chúng tôi có cái máy mới nhất, cái máy này có thể đánh giá được cái độ cườm.
Trước đây là khám độ cườm là chúng ta chỉ đánh giá trên cái độ cườm bằng mắt thường của bác sĩ thôi. Còn cái độ vàng như thế nào, vàng đậm, vàng nhạt và chia làm 4 độ mức độ vàng và bằng mắt thường bác sĩ. Bây giờ cái máy này có thể đánh giá và đưa ra cho chúng ta in ra cái kết quả là cườm này là độ mấy. Tức là chúng ta đi từ cái mắt trần tới cái vấn đề khoa học để đánh giá cái độ cườm. Thì cái vấn đề này tôi cũng đang muốn sử dụng để coi như để trong những trường hợp các bệnh nhân có độ cườm vừa phải mà dùng cái color vision therapy để coi như bớt cái cườm đi, thì mình có thể đánh giá cái độ cườm lúc đầu và đánh giá cái độ cườm sau khi before and after để coi cái mức độ mà giúp đỡ của cái color vision therapy nó giúp cho vấn đề cườm mắt như thế nào. Thưa quý vị, đây là cái máy mới nhất mà chúng tôi dùng vào mục đích Ortho-K. Máy này có thể chụp cái giác mạc mà với những cái mức độ tinh vi nhất bây giờ. Và cái thứ hai là máy này có thể không những chụp giác mạc mà còn chụp phía trong mắt nữa, tức là cái vấn đề crystal lens, tức là cái thử tinh thể. Và máy này có thể đánh giá được cái độ cườm. Máy này cũng nhằm phục vụ cho cái vấn đề mà phương pháp color vision therapy để đánh giá cái độ cườm và dựa trên cái phương pháp color vision therapy để tan cái độ cườm đó như thế nào, tôi có thể chụp vẫn tôi có thể biết được before and after. Yeah. Cảm ơn bác sĩ nhãn khoa James Trương thật nhiều. Và tất cả những tham khảo với bác sĩ nhãn khoa James Trương đều là miễn phí. Quý vị có thể gọi ở số là 714-418-9607, 714-418-9607. Phòng cận thị hơn là chữa cận thị, thưa quý vị. Đây là những cái phương pháp rất là tối tân và bác sĩ tự tay thiết kế trong Ortho-K. Cho nên bất cứ một cái trường hợp nào dù khó khăn nhất, bác sĩ vẫn có thể đạt được kết quả mỹ mãn. Số điện thoại một lần nữa là 714-418-9607. Kính thưa quý khán giả, bên cạnh Mộng Lan đây là bác sĩ nhãn khoa James Trương của iCare Optometry Found Valley. Mộng Lan xin kính chào bác sĩ. Vâng, chào chị Mộng Lan và chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chương trình TV và chương trình về mắt của chúng tôi. Thưa bác sĩ, trong suốt những cái tuần vừa qua thì trên làn sóng 106.3 FM, bác sĩ nhãn khoa James Trương đã nói rất nhiều về đề tài trí nhớ, nó liên quan đến mắt của chúng ta. Hôm nay bác sĩ có thể trình bày cái đề tài này cho quý khán giả biết không ạ? Vâng, thưa chị, cái vấn đề tôi muốn trình bày cái trí nhớ là như thế này. Tại vì đối với trẻ em và đối với người lớn, trí nhớ đều rất quan trọng. Với trẻ em thì trí nhớ giúp cho các em học hành tiến bộ, các em học, các em đánh những cái test, các em trả lời câu hỏi chính xác và các em được điểm cao. Còn với người lớn thì chúng ta thấy một cái nguy cơ người lớn, khi chúng ta lớn tuổi, bắt đầu trí nhớ chúng ta bị lú lẫn đi. Chúng ta nhớ, chúng ta để chỗ này, chúng ta quên chỗ khác. Thì một số người còn có nguy cơ là bị cái chứng Alzheimer. Thì cái bệnh lý của Alzheimer sắp sửa tôi có một bài viết, trong một vài tuần nữa tôi sẽ ra cái bài viết đó, là nói về cái trí nhớ luôn và nói về, đi sâu về cái vấn đề các trí nhớ ở người già và trẻ em, những cái lú lẫn ở người lớn và cái cách phòng ngừa. Thì bây giờ trí nhớ nó rất quan trọng cho vấn đề trẻ em và người già. Riêng với những người không phải trẻ em mà người già, những người như chúng ta cũng rất cần trí nhớ cho công việc hàng ngày chúng ta, tại chúng ta cần trí nhớ để chúng ta làm việc. Thưa bác sĩ nhãn khoa James Trương, Mộng Lan thấy rằng đó là cái cặp mắt nó giúp rất nhiều cho trí nhớ của chúng ta. Chẳng hạn như là khi Mộng Lan nhìn một cái gì đó đó thì Mộng Lan nhìn được bằng cặp mắt rõ và sáng thì Mộng Lan sẽ nhớ kỹ hơn là Mộng Lan không nhìn được ạ. Vâng, thưa chị, cái bây giờ mình nãy mình nói về trí nhớ cho cả ba lứa tuổi. Cho như trẻ em, người lớn tuổi và người trung niên. Những người trung trung thì coi như chúng ta đều cần phải trí nhớ để trong vấn đề học tập, vấn đề làm việc và vấn đề duy trì những cái công việc hàng ngày của chúng ta. Thành ra cái trí nhớ nó rất quan trọng. Thì nếu mà đi sâu vào trí nhớ thì chúng ta phân tích có ba loại trí nhớ. Một loại chúng ta gọi là trí nhớ cảm nhận, tức là sensory memory. Ta cảm nhận, chúng ta vừa chẳng hạn chúng ta sờ lên cái gì đó chúng ta nhớ, chúng ta nhìn cái gì chúng ta nhớ, chúng ta ngửi cái gì chúng ta nhớ, chúng ta ăn cái gì chúng ta nhớ, vị giác, mỗi cái ngũ quan nó nghe cái gì chúng ta nhớ. Thì tất cả cái ngũ quan đó chúng ta là trí nhớ cảm nhận. Trí nhớ cảm nhận này nó chỉ khoảng 1 giây cho đến 3 giây và sau đó nếu chúng ta không lặp đi lặp lại chúng ta sẽ quên. Cái trí nhớ cảm nhận này nếu chúng ta lặp đi lặp lại thì bắt đầu nó đi vào cái trí nhớ thứ hai, nó gọi là short term memory. Short term memory là cái trí nhớ ngắn. Thì tại sao chúng ta gọi là trí nhớ ngắn? Trí nhớ ngắn bởi vì nó sẽ biến mất. Nếu chúng ta không lặp đi lặp lại nó sẽ biến mất. Một cái ví dụ là các em đi học bài, thầy giáo dạy cho các em bài hôm cái ngày hôm đó, dạy giảng cho các em nghe hết rồi, các em có thể hiểu, các em đọc được, các em hiểu. Nhưng mà các về các em không văn ôn vũ luyện, hôm sau các em không đọc nhắc lại thì các em sẽ quên. Và các em nếu một tuần sau chúng ta hỏi lại các em hoàn toàn hầu như các em quên gần hết rồi. Các em trả lại cho thầy cô. Và nó cái vấn đề rất là quan trọng, chúng ta phải văn ôn vũ luyện. Thì và văn ôn vũ luyện để làm cái gì? Để
chúng ta nhét cái trí nhớ sau khi cảm nhận, đến trí nhớ short term là trí nhớ ngắn, chúng ta nhét cái trí nhớ đó vào cái long term memory. Long term memory là giống như một cái hộp chứa để nó chứa cái trí nhớ đó, và có thể nó kéo dài từ vài phút, một giây phút, và kéo dài cả hàng năm. Tức là chúng ta có thể nhớ từ năm này qua năm kia, chúng ta không có quên. Thì cái vấn đề đó rất quan trọng, là khi các em sau khi các em văn luôn vũ luyện, các em nhét vào cái trí nhớ long term rồi, thì sau này nếu các trong trường hợp các em có phải đi thi, các em đánh test ABCD, các em sẽ chọn được cái câu đúng và giúp cho các em điểm cao. Cái đó là trí nhớ, ba loại trí nhớ. Thì là làm sao mà chúng ta có thể cải thiện được cái trí nhớ đó, thì coi như là cái cách là hay nhất là người ta vẫn nói là chúng ta phải luyện trí nhớ và chúng ta phải tập trung, tức là repeat, chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thì một trong những phương pháp mà chúng tôi giới thiệu quý vị từ xưa đến nay, từ cách đây vài tháng đến nay, một phương pháp mới gọi là cũ người mới ta, nhưng mà cái phương pháp này hoàn toàn an toàn, đã được 93 năm nghiên cứu rồi. Đó là phương pháp Color Vision Therapy, sẽ giúp cho không những người lớn tuổi, ba lứa tuổi, giúp cho là chúng ta đưa những cái short term memory vào thẳng cái long term memory, là nhờ chúng ta dùng những cái kính lọc màu, lọc những cái màu cần thiết, nó nhìn màu đó, nó tăng những cái chất dẫn truyền thần kinh trong trí nhớ lên, như là cái chất dopamine, acetylcholine, thì nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển những cái trí nhớ short term vào thẳng memory. Chúng ta không cần phải lập đi lập lại quá nhiều, các em không phải nhai thuộc lòng học bài quá nhiều, mà các em có thể đọc vài lần các em nhớ luôn rồi, mà các em có thể trả lời những câu hỏi và các em tăng cái điểm học các em lên. Dạ. Và ngoài cái bằng cấp fellowship Ortho-K rất cao của bác sĩ nhãn khoa James Trương, thì bác sĩ cũng có bằng cấp cao về cái vision color vision therapy, thưa quý vị, hay là light therapy. Quý vị có thể gọi để được tham khảo miễn phí và trực tiếp với bác sĩ nhãn khoa James Trương ở số là 714 418 9607, 714 418 9607.